Anh Tú, anh coi tôi như người tàn hình hả? Tôi đang làm gì thưa cô? Tại sao tối hôm qua anh lại đối xử với tôi như vậy? Bình thường thôi mà. Bình thường hả? Anh hôn tôi mà anh nói là bình thường. Vì tôi là đàn ông mà. Anh, cô đẹp lắm. Bất cứ người đàn ông nào nhìn cô cũng muốn hôn cô. Tôi cũng vậy. Anh, tôi đang làm việc. Có gì hết giờ làm việc rồi chúng ta nói sao? Nè, sao chị không nói gì hết vậy? Biết nói gì bây giờ? Thì chị đang nghĩ cái gì á, chị cứ nói cái đó đi. Chị thích em. Em... chị... chị thích em. Chị nói đùa hả? Không, chị nói thật. Chị thích em. Em có thích chị không? Em không thích chị thôi, bỏ đi. À, không, em thích. Từ bao giờ? Dạ, từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã thích chị. Nhưng mà sao? Em chỉ là một thằng sinh viên nghèo, còn chị thì... Chị có chồng rồi chứ gì? Chồng chị là người nước ngoài, lâu lâu mới về đây. Chị cô đơn lắm. Em làm bạn với chị đi, chị sẽ lo lắng cho em. Em không thích sao? Em thích, nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Em không biết. Sợ yêu chị hả? Em yêu chị rồi. Vậy em còn sợ cái gì nữa? Em không biết. Sao ngồi xa vậy? Ngồi xích lại đây nè. Em sợ. Lại sợ nữa? Bộ con trai mới lớn, nhiều nỗi sợ như vậy sao? Em sợ em không kiềm chế được bản thân của mình. Sợ đến như vậy luôn hả? Chị... em có thấy sóng biển không? Sóng trong lòng chị cũng vậy đó. Dạ chào anh. Dạ. Dạ xin hỏi quý khách, quý khách có dùng buổi sáng tại nhà hàng chúng tôi không ạ? À, không. Bữa nay tụi anh nghỉ ăn sáng luôn. À. Chào ông. Dạ, ông có cần gì không? Không. Nè. À, gì vậy? Sao bà cả gan dám nói chuyện với ông Tuấn Kiệt vậy? Cái gì mà ông dám? Bà khùng hả? Đụng đầu vào kiến lửa làm cái gì? Chưa chắc là ổ kiến lửa đâu. Không phải ổ kiến lửa, mà là ổ ong dò dẻ đó. Bà đừng có dại khờ quá. Hmm.
Dạ. Dạ. Nè, bà làm gì đứng cười một mình hoài vậy? Tôi á, tôi đang nghĩ tới một tương lai. Một tương lai tươi sáng. Tôi không hiểu bà nữa. Bữa nay bộ bà bị bệnh hả? Làm toàn những chuyện lạ đời không hả? Lo đi làm việc đi kìa. Đứng mơ mộng một hồi bị la bây giờ á. Cái gì? Ai? Ai dám la tôi? Bà gan quá ha. Hôm nay bà gan hơn hôm qua luôn đó. Tôi không dám nói chuyện với bà nữa đâu. Để rồi coi, một ngày nào đó con ánh này sẽ đổi đời. Cứ đợi đi ha. Vào đây. Dạ, em vào thay khăn phòng cho Bin. Làm đi. Dạ. Hình như cái gạch tàn này nó bị dơ rồi. À, ông có cần thay không ông? Tiện cô làm luôn đi. Dạ. À, mà em đổ hết nha. Chưa làm gì? Dạ. Dạ để lát em dọn. Xong việc chưa? Nhanh đi. Con Bin cho nó còn ngủ nữa. Vậy thôi hả? Vậy cô muốn gì nữa? Dạ không. Dạ xong rồi. Gạch ăn thuốc. Dạ gạch tàn thuốc.
ba. Không. Sao anh ba ngồi đây một mình vậy? Ở đây có ma đó nha. Hả? Có ma luôn hả? Ừ. Mà ma nữ hay ma nam? Ma nam thì anh mặc kệ, ma nữ thì anh quan tâm. Anh bo gan quá ha. Đến ma mà cũng giỡn nữa. Anh nói thiệt với em nha, anh cũng mong được gặp một cô ma nữ nào mà tìm hoài không thấy. Đi đêm á có ngày gặp ma đó nha. Thế nào á anh cũng gặp một con ma nữ lưỡi dài răng nhọn vậy nè. Lúc đó coi anh còn dám giỡn nữa hay không. Thì anh cũng đang đợi đi nè. À, anh Bo nè. Hả? Anh có người quen ở xóm nghĩa địa hả? Nghĩa địa nào? Sao em hỏi vậy? Thì á, hôm bữa em thấy ai giống như anh Bo đi ngang xóm nghĩa địa đó, mà em chỉ thấy thoáng qua thôi. Em cũng không biết có phải là anh hay không. À, vậy hả? Nghe ghê quá ha. Bộ nhà em ở gần đó hả? Ừ, dạ không. Em có con nhỏ bạn ở gần đó. Xóm nghĩa địa vắng lắm. À. Với lại nghe nói có ma quỷ hoành hành, nên ít có ai dám ở. Xa xa mới có một căn nhà. Mỗi lần đi qua nhà con nhỏ bạn á, là phải đi qua xóm nghĩa địa đó đó. Thấy sợ ghê lắm. Nghe em kể anh thấy rùng mình luôn. Nhưng mà hấp dẫn. Ừ. Chắc bữa nào anh phải qua đó một phen cho biết. Thôi 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 thôi, anh Bo đừng có đi qua đó. Đẹp trai như anh Bo, coi chừng bị ma nữ bắt đó nha. Đẹp trai thì anh biết lâu rồi, nhưng mà già như anh vậy có ma nào thèm ưng. Làm gì xăm xôi kỹ dữ vậy? Bộ tiền giả hả? Tiền giả cái đầu bà. Bà có thấy tờ tiền giả nào mà nó đẹp vậy không? Trời ơi, 100 đô luôn. Ừ. Được bo hả? Ừ. Khách nào mà sợ quá vậy? Khách nước ngoài phải không? Trời ơi, còn gì nước ngoài, nước mình cũng được vậy. Ê, đừng nói với tôi á là ông Tuấn Kiệt nha. Thì cứ cho là vậy đi. Trời ơi, ổng coi khó ăn như vậy á, mà cũng sợ quá hả? Chắc tôi cũng phải tìm cách kiếm một tờ giống bà quá à. Ủa, vậy ai nói là tránh xa người ta ra, đừng có dại dột mà đụng vô nha. Tôi nói chơi vậy thôi, chứ ổng có bo nhiều hơn nữa, tôi cũng không ham đâu. Ở gần vua như ở gần hổ vậy đó, những chuyện rắc rối như vậy á, càng tránh xa càng tốt. Thôi, cho tôi xin hai chữ bình an đi. Ờ, nói được thì làm được đi. Cô không cần giải thích. Giải thích thì lên phường bực bội à. Trời ơi là trời, ở cái huyện á nhỏ xíu bằng cái lỗ mũi tôi à, mà tìm một người tìm không ra là sao? Hả? Cái gì? Làm được thì làm được là nghỉ đi. Tuấn Kiệt, làm được á đừng lấy tiền tôi. Là tốt lành. Trời, sáng sớm bầu trời làm gì âm u quá vậy? Ờ, đâu có đâu. Tôi thấy hôm nay nắng to đó. Nhưng khí trời trong resort của mình á âm u lắm, báo hiệu một cơn bão sắp tới đó. May quá, hết giờ trực của tôi rồi. Tôi phải nhanh chóng về nhà tránh bão mới được. Ở lại nha. Mẹ đi, mày làm cái gì vậy? Đi vậy chứ chắc ăn, tôi sợ ma lắm. Hồi nào giờ mày có coi phim ma chưa? Có, thấy ghê lắm. Coi rồi hả? Vậy chứ mày thấy trong phim ma có con ma nào nó xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy không? Nắng chang chang như vậy nè, con ma mà chui đầu ra đây á là nó thành con khô luôn á. Vậy là khô ma hả? Ừ. Mày điên hả mày? Cái gì mày cũng nói được hết vậy? Đàn ông con trai mà mày đặt sợ ma. Vậy mà cũng phải đặt ta đây anh hùng giang hồ. Sợ chứ sao không sợ mày. Bao nhiêu chỗ không kiếm, tự nhiên đại ca kêu vô cái chỗ quỷ ma vậy kiếm, sợ muốn chết à.
khắp cái huyện này á, tao với mày đã lục tung hết rồi, chỉ còn cái xóm nghĩa địa này là mình chưa vô thôi. Phải chi mà đi kiếm gái đẹp thì còn ham, đằng này lặn lội đi kiếm bà già không có hứng thú. Với trời với Phật, cho cái bà Lê Thị Gái gì đây ở trong cái xóm nghĩa địa này thì đỡ. Ở trong cái khu ma quái này, gái đẹp hay bà già gì á, ta cũng hứng thú. Nguyên con đường dài sọc vắng que, không có một bóng người để mà hỏi thăm. Phải chỉ cái bà Lê Thị Gái này ở trong đây thì đỡ. Trời ơi, linh như vậy, vừa nhắc người là có người liền kìa. Ờ. Mô Phật. À, cô ơi, à, cô. Dạ. À, dạ, dạ cô. Chào cô. À, chào cô. À. Cô cho con hỏi thăm cái. Hai cậu hỏi tôi hả? Dạ. À, dạ, ở đây con mình cô là phụ nữ à. Thì đương nhiên là con hỏi cô rồi. Cậu muốn hỏi cái gì? Dạ, cô cho con hỏi thăm. Ở trong cái xóm nghĩa địa này nè, có người phụ nữ nào tên là Lê Thị Gái, khoảng 50 tuổi. Dạ, người ốm ốm. Cô có biết không? Cô chỉ giùm tụi con đi cô. Con tìm bà gái này lâu lắm rồi đó cô. Bà Lê Thị Gái, bà có đứa con trai tên là Nguyễn Hoàng Phong, mất cách đây 2 năm rồi đó cô. Ở đây hình như không có ai giống như là cậu nói hết á. Dạ, cô ơi, bây giờ cô ráng cô suy nghĩ giùm con coi. Cô nhớ lại giùm con coi có ai bả tên là Lê Thị Gái, có con tên là Phong. Ở xóm nghĩa địa này có mấy người đâu, không có ai như vậy hết á. Thôi, hai cậu đi tìm xóm khác hỏi thử coi. Trời ơi, may quá, không có rồi kìa. Đi chỗ khác liền đi, tránh xa cái nơi ma quỷ này ra đi. Mày cái đầu mày chứ mày, đi kiếm người ta mà không có người ta, mà mai là mai làm sao? Cô nói không có kìa. Biết đâu bà Lê Thị Gái này bà về đây bà ở, rồi bà lấy tên khác, cho nên ở đây người ta không biết là sao? Tôi không có biết. Tôi chỉ biết ở đây là không có ai mà cái người phụ nữ mà giống như hai cậu nói hết á. Nè, cậu không tin á, cậu đi kiếm đi. Ở xóm nghĩa địa này á, không có bao nhiêu nhà đâu. Nè, tôi nói cho hai cậu biết nha, nếu có đi á thì đi ban ngày, chứ còn ban đêm á, ở đây không ai dám bước ra đây đâu. Ủa sao vậy cô? Ban đêm á, ở đây có ma. Ma kìa. Hai cậu còn gì hỏi không? Tôi về đó nha. Dạ, cảm ơn cô. Trời đất ơi, đâu mất tiêu rồi. Ma kìa. Đứng lên. Ma đâu mà ma? Cái bà đó, bà đâu mất tiêu rồi kìa. Bà quẹo đâu cái đường đâu đây chứ đâu mà la. Cái chỗ này ghê quá. Về đi. Mai kiếm tiếp. Đi. Mày buông ra đi. Buông. Ma. 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 Chờ tao với. Chờ tao với. Tụi bay có nhiêu đó mà làm không được. Có một bà già mà tìm không ra. Dạ, tụi em cũng đang cố gắng lắm. Đã lục tung hết cái Phan Thiết này lên, vậy mà vẫn không tìm thấy bà ta. Tao nghi là bà ta còn ở trong xóm nghĩa địa đó. Trời ơi, tụi em tìm nát cái nghĩa địa đó có thấy đâu. Tụi bay tìm kỹ từng nhà chưa? Cứ hỏi thăm sơ sơ một bà già như vậy là xong đó hả? Em đã nói rồi, nhưng mà em nghe đồn hả, buổi tối ở đó hả, có ma dữ lắm đó. Tao từng lớn lên ở trong cái xóm nghĩa địa đó, tao có thấy ma cỏ gì đâu. Mày làm gì phải sợ chứ. Mà hai đứa bay á, đã từng thấy ma bao giờ chưa? Chưa thấy nên mới sợ đó đại ca. Ma là chưa thấy mà sợ vậy rồi, thấy rồi chắc chết quá. Trời đất ơi, hai đứa bay á, một đứa là quan, một đứa là tài, còn sợ ma cái gì nữa? Quan, tài cũng gần với ma thôi. Nhưng mà quan tài tụi em chưa sử dụng nên phải sợ ma chứ đại ca. Tào lao mới lao. Bây giờ hai đứa bay á, phải tìm kỹ xóm nghĩa địa cho tao. Tao không tin á, là không tìm thấy bà ta. Nhưng mà đại ca ơi, theo em nghĩ á, lỡ như bà ta không còn ở trong cái xứ Phan Thiết này nữa thì sao? Nếu không có trong cái Phan Thiết này, tao sẽ lục tung cái Bình Thuận này lên. Tao không tin nữa là không tìm được bà ta. Trước mắt thì hai đứa bay á, tập trung ở xóm nghĩa địa cho tao.
Chị đang làm gì đó? Chị đang đi shopping. Vui quá vậy. Chị đang đi mua đồ cho em nè. Sao lại mua đồ cho em? Thôi em ngại lắm. Ê anh Khôi. Tám với ai mà nhìn say sưa vậy hả? Dạ em tám với bạn. Tại em thấy quán ít khách nè, nên em ngồi tám một chút. Thôi khỏi phải giải thích, anh hiểu mà. Dạ anh Khôi tốt với em quá à. Anh em không mà khách sáo cái gì vậy? Dạ hồi đó anh mới lên cũng giống như em vậy đó, vừa đi học vừa đi làm vất vả lắm chứ bộ. Bây giờ thấy mấy đứa như vậy nên anh thương. Dạ anh Khôi giúp đỡ em nhiều quá à. Mà nè, có muốn kiếm thêm thu nhập không? Có gì anh chỉ cho. Dễ kiếm tiền lắm. Dạ thôi, em vừa đi học vừa đi làm hết thời gian rồi, đâu có thời gian đâu mà làm chuyện khác. Vậy thôi, vậy tụi em thôi làm việc đi nha. Dạ. Đi với cái già không vui hết cưng. Mai mốt á, chị đừng có mua đồ cho em nữa. Sao vậy? Không thích những mua đồ đó hả? Chị đừng có mua gì hết, em không thích. Sĩ diện đàn ông ha. Nói chung là em không có thích. Đừng có ngại mà, thời buổi này nam nữ bình đẳng rồi. Đừng có lỗi thời quá cưng. Chị muốn làm một cái gì đó cho cưng mà. Tiền đó đi ăn với bạn bè một chút cũng hết. Nhưng mà em ngại lắm. Còn coi chị là người ngoài hay sao mà ngại? Nhưng mà chị có chồng rồi. Bây giờ chê chứ gì. Thích con gái còn son chứ gì. Không phải. Em chỉ sợ. Sợ gì? Sợ mang tội. Trời ơi, thời buổi nào rồi mà còn sợ mang tội nữa hả nhóc? Không có đâu. Hồi á, em ở với bà ngoại em á, bà ngoại em có nói ngoại tình á là mang tội. Khi chết xuống âm phủ sẽ bị cưa hai nấu dầu phải không? Dạ. Trời ơi, thời buổi nào rồi mà còn hiện tượng đó nữa. Nếu ai ngoại tình cũng bị như vậy á thì âm phủ sẽ không đủ dầu để đáp ứng đâu, đồ ngốc. Cưng, nhìn chị có đẹp không? Chị đẹp. Đẹp như yêu tinh luôn. Hay quá ha, dám nói chị là yêu tinh ha. Thì yêu tinh mới cướp được linh hồn của em. Long nhờ tao hẹn mày đó. Hai ông bà có gì thì từ từ nói với nhau. Tao đi trước nha. Nè. Hồng ngồi xuống đi. Long có chuyện muốn nói với Hồng. Hồng ngồi đi.
cho Ly xin tố bơ xoài. Dạ được. Ông à, cho Long xin lỗi. Long không thể nào kiềm chế bản thân mình. Long không thể nào làm chủ tình cảm của mình. Ông đừng giận Long nha. Hồng không có giận Long. Hồng chỉ buồn là Long không tôn trọng Hồng. Không, Long rất là yêu Hồng, rất là tôn trọng Hồng. Long đã sai rồi. Tôi đã về sau, Long sẽ không sai phạm nữa. Tha lỗi cho Long nha Hồng. Nha Hồng. Tạm thời Long đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Hồng không muốn nghe đâu. Cứ để cho thời gian làm mọi chuyện lắng xuống đi. Hồng, chuyện này nếu Long càng khơi gợi thì nó càng lớn hơn, giống như một vết thương, rồi từ từ nó cũng sẽ lành lại thôi. Hồng chịu bỏ qua cho Long là Long mừng lắm rồi. Không có dám đòi hỏi gì thêm nữa. Long sẽ chờ Hồng. Long ơi, tại sao vậy? Trên đời này có biết bao nhiêu là cô gái tốt, tại sao Long nhất định phải là Hồng chứ? Vì Hồng, Long đã đi rất là nhiều nơi, tiếp xúc với rất là nhiều người, nhưng trong trái tim Long chỉ yêu một mình Hồng mà thôi. Hồng có gì tốt đâu chứ. Có thể Hồng không phải là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng Hồng là người duy nhất khiến cho trái tim của Long rung động. Hồng có biết không? Không ai, không ai có thể thay thế được Hồng. Giờ xin mời. Bà đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Coi bói. Hợp tuổi lắm luôn. Trời, cung mạng gì cũng hợp hết á. Tôi với bà là đương nhiên hợp tuổi rồi. Trước khi cưới đã coi rồi. Rồi tự nhiên rồi coi lại gì nữa. Nghĩ sao mà coi tuổi hai đứa mình, coi tuổi hai đứa nó. Bà ngồi vô đó đi. Bà nói bà coi cho hai đứa là hai đứa nào? Thì con Hồng với Long chứ ai. Trời, hai đứa nó hợp tuổi lắm luôn. Lấy nhau là giàu luôn, con cháu đầy nhà. Bà rảnh quá. Chuyện chưa ra ngu ra khoai gì hết mà đi coi tuổi. Ủa, thì phải hợp tuổi mới cho tụi nó quen nhau chứ. Lỡ nó không hợp làm sao? Bà toàn đốc cho tụi nó quen nhau chứ còn gì nữa. Đừng có nói là không có à. Nhìn cái kiểu bà là lúc nào cũng coi thằng Long như là con rể của bà. Nó thương tôi, nó tôn trọng tôi, nó coi tôi như là mẹ nó. Tôi thấy con Hồng nó lơ lơ sao à. Bà làm quá rồi mới mốt rồi khó ăn nói như người ta. Đàn ông không có hiểu tâm lý của phụ nữ là tại con Hồng nó làm giá lên. Nó kiếm được ai như thằng Long? Mấy đứa con gái đẹp thường nó phải làm cao vậy đó. Giống như tôi hồi xưa vậy đó. Bà sao? Nhìn thẳng vào mắt tôi. Hồi xưa đó, ông mà không quỳ lụy tôi, trời ơi, ta nói trồng cây si trước nhà tôi, làm sao có chuyện mà tôi ưng ông trộm dám đâu. Không có đâu Diễm, hồi xưa rồi không có đâu Diễm. Tuổi trẻ lúc đó bồng bột thiếu suy nghĩ thôi. Nói gì vậy? Tôi nói cái thằng trên báo nè. Tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ làm cái chuyện dại dột. Không thèm nói chuyện với ông nữa. Thôi, mình đi nấu cơm đây. Hú hà, hú hồn, đã được ăn cơm rồi. Hết ăn mì gói.
Ông Long ông đã xin lỗi mày rồi, mày bỏ qua cho ổng đi. Vấn đề không phải là bỏ qua hay là không, mà là không có cảm giác yêu đương chứ gì. Ừ. Tao giả giờ làm mặt giận với Long, để Long đừng có làm phiền tao nữa. Tao hiểu cảm giác của mày, không yêu mà ở bên cạnh nhau chán lắm. Yêu đương là một cảm giác đê mê không cưỡng lại được, lúc nào cũng nghĩ đến người ấy. Chú cô này, nè. À, cô đẹp lắm, bất cứ người đàn ông nào nhìn cô cũng muốn hôn cô, tôi cũng vậy. Tao hỏi cái này nha, có phải người đàn ông nào nhìn thấy tao á cũng muốn hôn tao hả? Tao không biết. Mày sành sỏi tình trường như vậy mà cũng không biết nữa. Tao có phải đàn ông đâu. Thật ra tình cảm con người nhiều lúc cũng giống nhau thôi, bất kể đàn ông hay đàn bà. Nếu có cảm giác thì mới ôm, mới hôn nhau được. Cảm giác? Cô tin tôi là đàn ông rồi chứ? Anh! Nè! Tại sao khi Long hôn mày, mày lúc nào cũng phản đối kịch liệt? Còn khi anh Tú hôn mày, thì mày lại im lặng chấp nhận. Tao... Có phải khi anh Tú hôn, mày có cảm giác đúng không? Tao... Tao ghét hắn ta lắm. Nếu như mà giết người không ở tù á, tao giết hắn ta đầu tiên á. Hắn ta dám coi thường tao. Ranh giới giữa yêu và hận rất gần nhau. Cái gì? Mày nói tao yêu hả? Tao yêu tên đó hả? Không bao giờ. Sao anh dậy sớm vậy? Anh không ngủ thêm chút nữa đi. Tôi dậy sớm quen rồi.
Dậy sớm tập thể dục cũng tốt. Bây giờ nắng biển cũng đẹp lắm. Có nhiều người ra biển tập thể dục buổi sáng đó. Ờ, thôi tôi đi nha. Dạ. Người gì đâu mà lạnh lùng như cục đá. Nói chuyện cũng tiết kiệm lời nữa. Mày bệnh á thì xin nghỉ vài ngày đi. Chừng nào khỏe rồi đi làm. Mày đáng gượng hoài á coi chừng chết. Tao không đi làm, tiền đâu trả nợ cho mày. Ê ê ê, tao hết thiếu nợ mày rồi nha. Bây giờ mày không thiếu, mai mốt cũng thiếu tao à. Mày đó, bệnh đó mà còn mồm mép lại hại nha. Nè, uống thuốc đi, còn có sức mà cãi với tao. Cái mặt của mày á nhìn giống mấy thằng thất tình lắm đó nha. Tình ở đâu mà thất? Ờ ha, tao á thấy xung quanh mày đâu có em nào đâu. Ê, nhưng mà quả thật tao nhìn cái bộ dạng của mày á giống mấy thằng thất tình ghê luôn á. Mày xạo quá. Mày đã thất tình bao giờ chưa mà mày biết? Tắm nắng ha anh Ben. Không, anh nhìn kỹ đi. Nhìn ông trời nắng gắt như vậy, mới giờ này thôi mặt anh muốn đổ lửa luôn rồi kìa. Thôi vô resort ngồi cho nó mát. Tôi muốn đứng ở đây một chút. À, anh Ben, hình như cô Thu để ý anh á, nhìn lén anh hoài luôn. Vậy sao? Em để ý em biết chứ bộ. Mà em thấy cổ vậy nè, nhìn cổ cũng đẹp, nói chuyện dễ thương. Kỳ này ấm rồi ha, anh thấy làm sao? Tôi không để ý. Người gì lạnh lùng như tảng băng, đứng ngoài nắng một hồi coi chừng bị tan chảy bây giờ. Phòng quản lý xin nghe. Tôi giám đốc đây. Dạ em nghe giám đốc. Mấy ngày nay công việc ổn không em? Dạ ổn thưa anh. Ông Tuấn Kiệt hơi khó tính, em chịu khó một chút nha. Dạ. Mấy hôm nay ngoài sự cố con chó Bin đi lạc ra thì mọi việc đều ổn thưa anh. Nè, không được gọi con Bin là chó, nhớ chưa? Em xin lỗi giám đốc. Thôi cố gắng làm việc đi nha. Dạ. Chị Hồng ơi, chị Hồng. Có chuyện gì vậy? Có chuyện rồi, ông Tuấn Kiệt. Ông Tuấn Kiệt thì sao? Đáng sợ lắm, chị đi với em, chị ra ngoài coi đi. Thưa ông, chúng tôi sẽ gọi chuyên viên đến đây ngay. Không cần gọi, không cần gọi cái tên lăng băm đó nữa. Cô phải kêu bác sĩ chuyên nghiệp đến đây cho tôi. Xin ông bớt giận, chúng tôi sẽ khắc phục được sự cố ngay lập tức. Đưa Bin đến bệnh viện quốc tế chăm sóc đặc biệt cho tôi. Xin lỗi, ông thông cảm cho. Ở đây không có bệnh viện quốc tế nào dành cho Bin cả. Mời ông vào trong nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi mời một người bác sĩ chuyên nghiệp để khám cho Bin à. Sao đi đi, còn đây mở mắt nhìn nữa hả? Đi. Dạ. Bin, con đừng có sao nghe Bin. Ghê quá mày ơi, cầu mong cho đừng có gặp ai nữa đó. Mày khùng hả? Mày đi kiếm người mà mày cầu mong không gặp ai. Không gặp ai là lấy người đâu mày hỏi thăm. Ê Tài, tao thấy á, sao mình không lên ủy ban xã hỏi cho chắc ăn. Tìm như vậy hoài á, có khác nào mà mò kim đáy biển đâu.
Mày có gan lên quỷ ban xã không? Tao nói vậy thôi chứ tao đâu có khùng đâu tao lên. Tào lao. Ê, có người kìa. Trời ơi, lại là một người phụ nữ. Cái cảnh này sao quen quá vậy? Nín đi. Dạ chào chị. Chị làm ơn cho hỏi thăm là... À, mà chị có phải là người sống trong cái xóm này từ hồi nào tới giờ không ạ? Không, tôi không phải gốc gác ở đây. Tôi mới dọn tới đây khoảng 4 năm à. Mà hai cậu hỏi gì vậy? Dạ, vậy ở đây chị có biết ở trong xóm này có người phụ nữ nào tên Lê Thị Gái khoảng chừng 50 tuổi không chị? Lê Thị Gái hả? Có đó. Có kìa. Có hả chị? Có. Cách đây hơn một năm á, có một bà tên Lê Thị Gái ở nhà ông Hai Điều á. Ông Hai Điều hả chị? Ừ. À, chị ơi, vậy bà Gái là bà con của ông Hai Điều hả chị? Tôi cũng không biết nữa, hình như là người quen thôi. Mà nghe nói á, là nhà ông Hai Điều ma quỷ lộng hành nhiều quá, cho nên là hai vợ chồng ổng không có dám ở, bỏ nhà quan luôn, cho nên là cho bà Gái tới ở đó. Chị, bà Gái có người con trai tên là Nguyễn Hoàng Phong phải không chị? Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy bà ở có một mình à, bà ít tiếp xúc với ai lắm. À dạ, cảm ơn chị nha. Ừ. À, mà nhà của bà Gái đó bây giờ mình đi đường nào chị? À, bây giờ hai cậu đi thẳng, cứ đếm từ đây vô nha. Dạ. 80 cái mồ. 80 cái mồ. À. Thì hai cậu cứ tới đó đi, rồi mình đếm tiếp 70 cái mồ nữa. Dạ. Trời đất ơi, vậy chừng nào mới tới chị? Thì cứ đi đi, cứ đếm đủ mồ là tới thôi. Mày đếm đi, tao không có đếm đâu. Để từ tao tính. Đà quá. Dạ, cảm ơn chị. À, thôi hai cậu đi tìm đi. Dạ. Mày làm cái gì vậy? Đi. Cho một dừa một ép dưa hấu. Ok. Dạ mời anh chị. Nè, mày bệnh hả Tú? Tao bị sốt nguyên đêm qua, nhưng mà sáng nay đã đỡ lại rồi. Nhìn cái tướng mày ngon lành, sao mày bệnh hoài vậy mày? Chắc là do thời tiết thay đổi. Ê, tối nay tao có đi gặp mấy người bạn, mày đi chung với chúng. Thôi, bạn của mày tao có quen biết gì đâu mà đi. Thì trước lạ sao quen. Mấy người này chơi tốt lắm, mày cần cái gì người ta sẽ giúp đỡ cho. Thôi, tao sợ gặp người lạ lắm, với lại tao vẫn còn mệt, để bữa khác đi. Thằng này đẹp mà ngu, mày đặc sĩ gì hảo, cho mày làm phục vụ suốt đời. Bin ngoan nha, ăn nha Bin. Nè, bỏ ăn sáng là không có tốt sức khỏe đâu nha. Cậu giỏi lắm. Ăn nè. Bin có giải thích cậu rồi đó. Dạ. Em cũng coi Bin như là bạn thân của mình vậy đó. Ông chủ, Bin có linh tính rất là cao. Cậu theo tôi làm được bao lâu rồi? Dạ, cũng gần được 6 tháng rồi ông chủ. Nhanh quá ha. Mới đó mà đã 6 tháng rồi. Dạ. Nghe nói trước kia cậu có học đại học nữa hả? Dạ, có. Được có 2 năm à, em bỏ học luôn. Sao lại bỏ ngang vậy? À, dạ, tại em học thì ít, mà em chơi thì nhiều, cho nên em bị nợ môn nữa. Nợ nhiều quá cái em học không nổi, em nản, em nghỉ luôn. Cậu có người yêu chưa? Dạ, hồi trước có, bây giờ chia tay rồi. Chắc cậu bỏ người ta phải không? Dạ, ông chủ không có đâu ông chủ. Ông chủ nghĩ vậy là quan cho em. Em bị người ta bỏ chứ bộ. Đẹp trai như cậu mà cũng bị người yêu bỏ nữa hả? Dạ, yêu nhau đâu cần lý do đâu ông chủ. Nhưng bỏ nhau thì có cả ngàn lý do đó.
Không phải á, tôi tò mò chuyện đời tư của cậu. Tôi muốn hỏi thăm cậu thôi. Dạ em hiểu mà ông chủ. Ông chủ quan tâm tới em, em cảm ơn ông chủ còn không hết nữa. Phải không Yên? Lạy trời lạy đất, Biên đã chịu ăn rồi. Ê bà Thu, làm gì mà lèm bèm vậy? Tôi cầu trời lạy Phật cho con Biên nó chịu ăn sáng. Anh Bo giỏi thiệt á. Nè, trời ơi, con chó nó không ăn sáng thôi mà làm gì náo loạn cả resort vậy? Bộ ông Tuấn Kiệt này ông điên hay sao á? Bà không có được gọi Biên là chó. Ủa mắc cười à? Chó không gọi là chó. Vậy tôi gọi bằng gì? Vậy tôi gọi bằng con cày nha. Nói bậy không hà. Coi chừng cái miệng hại cái thân bây giờ đó. Lo đi làm việc đi. Bà Hồng bị con chó làm cho rối tinh rối mù lên. Cũng hay. Hay lắm Bin. Tiếp tục quậy tứng lên cho tao. Hey. Biển chiều nay đẹp quá. Chị đẹp hơn. Người đàn ông nào cũng nói vậy hết. Mồm mép. Thì em nói thiệt mà. Sao chị lại không tin? Có một người đàn ông nói với chị là không được tin những gì đàn ông nói. Ai vậy chị? Ba chị đó. Năm chị 16 tuổi, ba chị đã dặn chị như vậy đó. Nhưng mà chị không có tin. Sau khi chị trải qua mối tình đầu, chị đã hiểu những gì ba chị nói là đúng. Ba chị cũng là một người đàn ông mà. Sao chị lại tin lời ông ấy? Trên đời này chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông thôi. Sao im lặng vậy? Giận hả? Không có giận. Tại vì... Vì sao? Vì... em không nói lại chị. Mà em có thân với anh Tú không? Anh Tú hả? Thì em cũng thân. Mà có chuyện gì không chị? Con Hồng đang thích ảnh đó. Chị Hồng? Ừ. Ủa mà không phải chị Hồng có bạn trai rồi hả? Cái anh gì đó? À, thằng Long. Nhưng mà con Hồng không có cảm giác với nó. Chẳng qua là nó theo đuổi con Hồng quá lâu thôi. Mà anh đó chắc giàu có hả chị? Nhưng mà con Hồng nó đâu có mê giàu. Bạn chị đứa nào cũng giống nhau hết. Mê nhan sắc thôi. Vậy anh Tú có biết chuyện này không chị? Hai người họ thích nhau mà. Nhưng mà họ không chịu nhận ra thôi. Vậy là anh Tú anh ngại đó. Mà em biết nhà anh Tú ở đâu không? Anh ở nhà trọ. Nhà trọ hả? Anh là trẻ mồ côi mà. Học hành lại không tới đâu. Mà lại có một anh bạn thân ham mê cờ bạc. Suốt ngày cứ bị giang hồ đi đòi nợ. Có khi anh Tú phải gánh nợ giùm cho anh. Lại thêm một trai đẹp mà nghèo nữa. Hiếm có. Nhan sắc đó phải làm giàu từ lâu rồi chứ. Có nhiều lần á, anh Khôi rủ ảnh đi quen những người giàu có mà anh không có chịu. Có rủ em không? Có. Nhưng mà em tránh. Sao vậy? Tại em sợ. Là sợ bị mang tội nữa hả? Dạ. Mà nghe em nói như vậy, anh Tú là anh em tốt của em hả? Anh Tú tốt với em lắm. Anh thường hay giúp đỡ em. Em có muốn giúp lại anh Tú không? Bác mắc nợ con nhiều quá. Dạ, bác đừng có nói vậy. Chăm lo cho bác cũng là niềm vui của con mà. Sau này con sợ con bận nhiều việc không tới thăm bác được. Con bận việc thì cứ làm đi.
chứ đừng có lo thăm bác nữa. Từ ngày Phong mất tới giờ cũng may là có con, chứ không á bác cũng không biết mình sống làm sao nữa. Chuyện qua rồi bác cũng đừng có buồn nữa, mà tổn hại sức khỏe lắm. Sống ở đây mà cũng không có yên ổn nữa. Mấy ngày trước có hai người đến đây tìm bác. Ai vậy bác? Bác cô không biết nữa. Có khi nào là người thân của bác đến tìm bác không? Bác có còn người thân nào đâu. Mà nhìn mặt tụi nó không có tốt lành gì đâu. Em uống đi. Anh Tú á, uống ít thôi, ngày mai còn đi làm sớm nữa đó. Vô. Em uống với anh đi. Anh muốn uống cho say, về nhà ngủ một giấc cho tới sáng rồi mai đi làm. Em cũng buồn nè. Đúng là hai anh em mình đồng bệnh tương lân luôn á. Vô. Vô. Có người nói với em á, trai đẹp ở thành phố biển này đã làm giàu hết rồi, chỉ còn có hai anh em mình á là nghèo bền vững à anh. Anh nghe thấy có tức cười không? Trai đẹp làm giàu hả? Ừ. Người ta làm giàu hết rồi, chỉ có anh và em là nghèo vẫn hoàn nghèo thôi. Tại chúng ta sống đàng hoàng. Mà sống đàng hoàng được cái gì chứ? Được cái gì bây giờ? Thì được an ổn tâm hồn đó anh. Một thằng đàn ông không có tiền chán lắm, quá trời chán. Nhưng mà làm giàu theo kiểu thằng Khôi anh không đồng ý, không bao giờ làm được. Không làm được đâu. Vô đây. Anh uống ít thôi. Anh uống như vậy á mau say lắm luôn á. Say càng nhanh càng tốt. Em say rồi, em sẽ quên hết những chuyện không vui. Vậy anh uống đi. Vô. Mẹ tao đã đi coi tuổi của tao và Long rồi. Nói tuổi hai đứa rất là hợp. Sau này mà lấy nhau hả? Giàu có lắm á. Mày giàu, Long cũng giàu. Hai đứa chịu làm, đương nhiên là phải giàu rồi. Thầy bói nói chuyện huệ dốt. Nè, tí nữa chờ mẹ tao ngủ rồi hãy về nha. Trời ơi, chứ nếu về sớm mẹ tao lại tụng kinh nữa, chắc tao nhức đầu quá. Ai biểu mày là con một làm gì? Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ người lớn chưa làm được, dồn lên đứa con gái này hết. Chị nghe nè bé. Rồi chị biết rồi. Chờ chị chút nha, chị tới liền. Ủa có chuyện gì vậy? Trai đẹp buồn tình. Ai buồn? Là Long hả? Không, anh Tú. Anh Tú buồn tình rủ bé Sang ra bãi biển nhậu. Hai người say quắc cần câu ở ngoài rồi kìa. Bé Sang gọi cho tao, kêu tao ra đưa về giùm. Sợ ngủ ngoài biển trúng gió đó. Mày đi với tao đi. Thôi, bồ của mày thì mày đi đi, tao đi làm gì. Thì mày phụ tao đưa bé Sang lên xe. Một mình tao làm sao mà chịu nổi được. Đi nha. Để hai người đó trúng gió là chết bây giờ. Đi, lẹ đi. Em ơi, tính tiền cho chị em. Ừ.
Rớt rượu đi. Thôi anh đừng có uống nữa. Thôi em cũng xỉn rồi nè, uống hết nổi rồi. Vô đây. Đừng có uống nữa mà. Trời ơi, sao mà uống say dữ vậy? Trời ơi, say dữ vậy nè. Chị Trinh, chị tới rồi hả? Trời ơi, sao em nóng quá vậy? Em lạnh quá chị Trinh ơi. Thôi, phải đi về thôi. Coi chị bị sốt đó, đi nhanh. Em lạnh quá. Cẩn thận đó. Ê, trời định ơi. Bỏ tao lại hả? Nè, đi đâu vậy? Tao đưa bé Sang đi khám bệnh, mày tự đón xe về nha. Nè, còn có tên say rượu này thì sao? Thì mày mặc kệ ảnh đi. Nè, cái anh kia, mau dậy về nhà đi kìa. Không ơi, bây giờ anh mới nhận ra tôi á hả? Em ác lắm. Em có biết không, sao em lại xinh đẹp như vậy? Em đẹp, em quyến rũ lắm. Em làm anh sắp phát điên vì em. Anh sắp điên vì em rồi. Em tới quán cà phê chi hoài vậy? Em còn trang điểm đẹp cứ mỗi lần nhìn vào em, anh sợ, anh không dám nhìn thẳng vào em. Anh sợ anh không kiềm chế được bản thân mình. Không, Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Nè, sao trái nóng dữ vậy? Anh Tú, anh dậy đi. Nè, sao mình lại đây? Anh dậy rồi hả? Sao tôi lại ở đây vậy? Còn cô nữa, sao cô lại ở đây? Hồng ơi, anh xin em đừng cùng cái tên đó tới quán cà phê nữa. Anh khó chịu, anh sắp điên rồi. Em đừng dạy dò anh nữa. Anh hẹn anh không dám thừa nhận yêu em. Anh cố che giấu tình yêu của mình bằng cách chọc giận em, nói lời cay đắng với em. Nếu không làm vậy thì anh không biết làm gì khác để che giấu anh yêu em. Anh đó nha, anh khờ quá à. Sao anh lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Anh không xứng đáng với em đâu Hồng. Em cũng yêu anh lắm. Anh cảm ơn em. Hehehe
gì? Đi suốt đêm không về, bội hết sức à? Tôi đã nói lúc qua nhà con Trinh ngủ rồi, bà còn thắc mắc gì nữa à? Nói vậy ông tin hả? Hồi đó bà nói tôi cũng tin vậy. Hồi đó tôi nói thiệt chứ bộ. Xưa nay có bao giờ nó qua nhận Trinh ngủ đâu, không biết đi đâu cả đêm nữa. Chuyện này mà tới tai thằng Long không biết sao. Bà không tự khai ra ai mà biết. Biết đâu trên đường đêm về cái nó buồn ngủ quá, cái nó mướn khách sạn nó ngủ đỡ, sáng mai nó về sớm sao. Nói vậy mà cũng nói được nữa. Cẩn thận kìa. Gì vậy? Mẹ, thưa mẹ con mới về. Sao mẹ nhìn con dữ vậy? Đi đâu? Đi đâu giờ này mới về? Hả? Con qua nhà con Trinh ngủ. Đừng có giấu mẹ. Đêm hôm qua con làm gì mẹ biết hết. Thành thật khai báo thì mẹ sẽ tha. Con... Trời... Khai mau. Con... Thấy không? Ngửi đi. Ngửi nghe thấy cái mùi rất lạ. Rất là lạ. Bây giờ dám chối đúng không? Đúng không? Còn cãi nữa hả? Ây da. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Trời ơi, cứ vậy hoài tăng sông nó nổi lên đó. Tăng sông gì? Ông đừng có bao che cho nó. Cha con ông không có được biện minh gì hết á. Đêm hôm qua đi với thằng nào? Khai. Con làm gì có mẹ ơi. Long đúng không? Hả? Đúng không? Mẹ biết ngay mà. Bề ngoài bị đặt làm giá làm cao, bên trong hết yêu. Đúng rồi, chứ có mình tôi là ngu dại thôi. Bây giờ mày chết với bà. Ra đi chơi. Ra đi chơi. Tao có cái này cho mày nè. Ngon lắm á. Tao để dành sẵn cho mày cái này. Trộn lên nha. Ăn đi. Ăn đi, để đi tiêu chảy cho nó vui. Ra đây. Ăn đi. Đây nè, tao bắt đầu cưng mày rồi đó. Chúc mày ngon miệng nha. Bye bye. Vô. Chúc mừng một tình yêu sét đánh nhưng không kém phần lãng mạn. Mà sao mày yêu nhanh vậy Hồng? Mới quen biết chưa được bao lâu mà. Tình yêu bất kể tuổi tác, không gian, thời gian, khi hai con tim rung động thì tình yêu nó đến. Mày á, dạo này nói chuyện văn chương dữ ha. Nói chứ, đám cưới đừng có quên bà Mai này nha. Trời trời, mới yêu đây mà đã tính chuyện đám cưới rồi hả? Chứ không lẽ làm bà cô già như mày. Tụi bay lấy chồng hết rồi tao chơi với ai? Thì bây giờ mày phải lo kiếm nơi kiếm chỗ đi. Chứ không á thì thành đồ cổ thiệt luôn á. Vậy còn thằng Long thì sao?
Sao là sao? Thì nó theo đuổi mày bấy lâu nay, bây giờ mày lại yêu người khác, chắc nó sốc lắm đó. Thật ra thì tao cũng thấy tội cho Long, nhưng tụi bay biết rồi đó, tình yêu thì làm sao mà miễn cưỡng được. Chịu thôi. Tao cũng cầu mong Long sẽ tìm được một người yêu lý tưởng. Mèo khóc chuột. Hey, tình yêu thì không lãng mạn và êm đềm như mặt biển xanh đâu, sẽ có lúc nổi sóng đó. Nổi sóng là sao? Cơn sóng đầu tiên sắp tới rồi đó. Sóng ở đâu? Ở nhà mày đó. Nhà tao hả? Thì mẹ mày chứ ai. Ờ đúng mẹ rồi. Ăn nói sao với mẹ mày đây? Dạ phòng tiếp tân nghe ạ. Rồi cô Hồng quản lý đến gặp tôi. Dạ xin lỗi ông, hôm nay chị Hồng nghỉ phép rồi ạ. Mong ông thông cảm. Dạ ông có yêu cầu gì xin cứ nói ạ. Cô á mà giải quyết được chuyện gì gọi ngay cô Hồng đến gặp tôi liền. Pin của tôi đang bị bệnh, mau lên. Dạ dạ ông cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ gọi cho chị Hồng ngay. Mau lên. Chị nghe nè em. Chị Hồng ơi, chị về resort gấp nha. Có chuyện gì vậy em? Con Pin nó bị bệnh rồi. Ông Tuấn Kiệt gọi chị về gấp đó. Rồi rồi rồi, em bình tĩnh đi, chị về liền nè. Hai đứa bay tính chầu này nha, ta phải về gấp. Ừ. Sao tự nhiên đi gấp vậy? Tao không biết, thôi kệ nó đi. Mày mong còn có bệnh nữa nha. Ông chủ buồn lắm, biết không? Biết không? Nên Thinh là đồng ý phải không? Cậu giỏi thiệt. Chuyện gì cậu cũng giải quyết được. Nhất là chị bệnh con Pin. Ông chủ quá khen. Tôi thấy á, con Pin rất là mến cậu. Trước đây á, cậu có từng quen biết con Pin không? Hay là gặp gỡ Pin lần nào chưa? Ông chủ hỏi tự nhiên em không biết trả lời sao nữa. Lúc trước em thất nghiệp, cái em đi làm tùm lum hết trơn. Thì làm sao em có cơ hội em quen biết với Pin được. Pin á, có tình cảm đặc biệt với cậu. Tôi cảm nhận được điều đó mà. Em cũng cảm nhận được nữa. Em nghĩ là em với Pin có duyên á. Hé Pin. Ngủ ngoan. Ông bà phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Sao tự nhiên con Pin lại bị ói chứ? Thức ăn dành cho Pin luôn luôn đảm bảo vệ sinh thực phẩm mà. À, chị, có khi nào con Pin nó có bầu không? Em nghe nói có bầu hay bị nôn ói lắm đó. Em thôi đi, nó là chó đực mà. Trời ơi, sao chị gọi Pin là chó? Chị quên. Nói chung á, giống đực thì làm sao mà có bầu được. Cầu trời cho Pin bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, để cho em được sống yên ổn đi. Nè, chị nghĩ là em nên đi chùa cầu phước cho con Pin đi. Mà không biết mấy ông thần có phù hộ cho con chó không nữa. Dạ em nói bậy rồi. Anh khỏe chưa? Sao biết anh ở đây? Muốn biết đâu có khó đâu. Em chỉ cần hỏi anh Phương là được rồi. Cái thằng này thì... Ủa, không mời em ngồi hả? Em qua ngồi đi. Dạ. Em nói cho anh đó. Anh cảm ơn em. Nhà anh trồng nhiều cây cối thoáng mát quá ha.
nhà của anh thuê đó. Hồng à, anh đó, anh không được nói. Tại sao vậy? Thì lời anh nói rất là khó nghe. Anh có nói cái gì đâu mà khó nghe. Anh nói người đàn ông nào mà gặp em cũng muốn hôn em hết. Anh cũng vậy á. Phải, người đàn ông nào gặp em cũng đều muốn hôn em. Anh cũng là người có diễm phúc đó. Anh đó nha, miệng lưỡi quá, ghét ghê vậy đó. Anh cảm ơn em. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Tại sao? Vì em đã yêu anh. Biển đẹp quá à. Em chưa bao giờ thấy biển đẹp như vậy hết. Biển vẫn như mọi ngày, biển xanh và cát trắng, sóng nhấp nhô bạc đầu. Chỉ có tâm trạng của người nhìn biển là thay đổi. Em mong ước tình yêu của mình cũng đẹp và vĩnh cửu như biển. Sao em lại ví tình yêu của mình như là biển? Biển cũng sẽ có lúc nổi sóng, có những lúc bão lớn, sóng thần nhấn chìm tất cả mọi thứ. Hôm nay anh có chuyện không vui hả? Anh sợ sẽ có một lúc nào đó anh sẽ không giữ được em. Anh không cần phải giữ em. Em sẽ ôm chặt anh, siết chặt anh như vậy nè. Không cho anh cơ hội rời khỏi em đâu. Anh á, có muốn trốn em cũng trốn không có được. Hồng à, điều kiện của em tốt như vậy, tại sao em lại chọn anh? Anh không có gì tốt cả. Câu này á, lúc nào anh cũng nói với em hết. Em chọn anh vì em yêu anh. Anh không có gì hết thì em cũng chẳng cần gì hết. Em chỉ cần hai đứa mình ngày nào cũng được ở bên nhau là em mãn nguyện rồi. Anh á, không thích như vậy hả? Anh rất thích. Nhưng mà... Nhưng sao? Em có biết quá khứ của anh không? Anh là một đứa trẻ mồ côi. Em biết hết rồi. Sao em biết vậy? Thì... anh Phương kể cho em nghe đó. Thiệt, cái thằng này. Thôi, anh đừng có trách anh Phương. Tại... em cứ theo hỏi ảnh nên anh phải kể cho em nghe thôi. Anh thấy mọi thứ đến quá nhanh, giống như là một giấc mơ vậy. Vậy thì em sẽ làm cho anh lập tức tỉnh mơ luôn. Tỉnh mơ chưa? Mà anh á, mơ về em thì được, chứ anh mà mơ về cô nào á thì biết tay em. Em á, em ghen lắm luôn đó. Em ghen hơn Quảng Thư ngày xưa nữa đó. Vui gì hết, anh thấy em đã ăn hiếp chồng rồi. Thì dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. Chào chị. Chào em. Hôm nay em đẹp lắm. Dạ, thì cũng phải ráng cho bằng chị bằng em chứ. Nè, chị hỏi nhỏ nha, ai trang điểm cho em mà đẹp vậy? Hả? Cái này là xu hướng mới nhất của năm nay đó. Vậy hả? Nè, dọn phòng á, mang giày cao gót cẩn thận nha. Ờ, trời ơi, cái này á em mang quen rồi. Với lại em cũng thích có cảm giác là đứng cao cho bằng hoặc là hơn người khác càng tốt. Cố lên.
Bữa nay mày đặt trang điểm đậm, bộ bà tranh với tôi hả? Trời ơi. Đẹp. Đẹp hơn ngày hôm qua. Trời ơi, cảm ơn Bo nha. Đúng là chỉ có anh Bo mới có con mắt thẩm mỹ thôi đó. Anh Bo, có phải là tất cả đàn ông đều thích phụ nữ xinh đẹp đúng không? Đa phần là như vậy. Tuy nhiên khẩu vị mỗi người không giống nhau. Giống như anh thì thích phụ nữ hòa đồng, vui vẻ. Còn anh Ben thì khác, ông Tứ Kiệt còn khác hơn. Mà nè, ông Tuấn Kiệt thích phụ nữ sao? Ông Tuấn Kiệt, ông thích phụ nữ trầm tính, ít nói, có thoáng chút u buồn trên gương mặt e lệ. Trầm tính, ít nói. Phải. Càng ít nói, càng trầm tính thì càng quý phái, mang một vẻ đẹp quyến rũ lạ thường. Vậy hả? Sao ông này có cái sở thích kỳ lạ quá vậy? Mỗi người mỗi tính mà, làm sao anh biết được. Thích trầm tính, ít nói. Chưa thấu hiểu sâu sắc đúng không? Suy nghĩ. Trầm tính, ít nói, mang một vẻ mặt u sầu, trầm tính, ít nói, e lệ. Hơi lâu quá. Phụ nữ trầm tính là người phụ nữ trầm cảm. Người phụ nữ trầm cảm là người phụ nữ hay tự tử. Hả? Gì ghê vậy? Ông Tuấn Kiệt, ông thích phụ nữ trầm tính, ít nói, có thoáng chút u buồn trên gương mặt e lệ. Vậy chắc được rồi ha. Ơi dạ. Chào ông. Chào cô. Cô có chuyện gì à? Dạ không. Không. Em đang bình thường. Em rất bình thường. Cô bình thường? Cô bình thường thật không? Dạ. Ông có cần em giúp gì không? Không. Cô lo làm gì của cô đi. Cô giúp tôi á là cô đứng xa tôi ra giùm. Tôi cảm ơn cô ha. Con này nó bị khùng chắc luôn. Cái điệu bộ này là cá chuẩn bị cắn câu. Cưng không có thoát nổi tai của chị đâu. Nghiên cứu tiếp. Người phụ nữ trầm tính là người phụ nữ chiều chiều phải đi ra biển một mình, nhìn ngắm hoàng hôn trong nỗi cô đơn, rất cô đơn. Cô đơn đến biến thái. Gì vậy? Tào lao à. Mà
mặt phải buồn, ánh mắt phải mơ màng.